Mời bác sĩ Phạm Đức Thái là nhà tôi có 1.000 con gà úm được 3 ngày tuổi mà gà kêu rất là nhiều phân thì dính hậu môn thì hỏi bác sĩ cách điều trị xin mời Dạ vâng Cảm ơn uh, câu hỏi uh, của bạn uh, đàn gà mà 1.000 gà mà uống được 3 ngày tuổi mà có triệu chứng là kêu nhiều và phân dính hậu môn thì uh, bà con nghĩ ngay ra cái bệnh đó là cái bệnh thương hàn Đấy, cái bệnh thương hàn thì thương hàn có thể là do cái vấn đề là truyền dọc từ từ từ, từ trứng nhá hoặc là có thể là do quá trình là bà con úm bà con úm ấy thì nó bị hiện tượng là thiếu nhiệt hoặc là thừa nhiệt nó cũng gây ra hiện tượng là bị thương hàn đấy để khắc phục được cái hiện tượng uh, thương hàn này ấy, thì bên công ty Supervet nó có cái sản phẩm nó là cái plum uh, Queen uh, cái đặc trị thương hàn đấy, các bác là là đánh cho mình ba uh, ngày liền nhá 3 đến 5 ngày Ngoài ra là bà con bổ sung thêm cái điện giải này. Đấy, mấy cả cái giải độc gan thận, mấy men tiêu hóa để hỗ trợ. À, cái cách thứ hai mà mình cũng có thể uh, xử lý đó là các bác là sử dụng ngay cho mình cái uh, bộ sản phẩm đó là cái Lanco Spec nhá. Mấy cả cái uh, Butamin. Đấy, các bác là pha với nhau. Bác tiêm uh, tiêm cho mình thì nó rất chi là nhanh và hiệu quả mà con con gà nó lại nhanh hồi sức hơn. Đấy đây là cái phát đồ mà mình 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 đưa cho mọi người nhé cảm ơn câu hỏi của bác